Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã TV. Ngày hôm nay mình, Danh, Sang và Dẹo không có chơi, nhưng mà làm ban tổ chức nha mọi người. Ngày hôm nay có một cuộc thi cho những cái thí sinh ngày hôm nay nha mọi người. Cuộc thi đó chính là ai là người ăn hết cái bánh này nhanh nhất sẽ giành được giải thưởng 1 triệu đồng nha mấy bạn. Wow. Suy nghĩ cái bánh này đã ngán rồi mọi người. Bình thường ăn một cái thì chịu không nổi rồi đúng không? Thì bây giờ hôm nay mình thử hết mấy anh em ăn một cái. Cái bự nữa chứ. Tôi là người đi mua, tôi nhìn tôi cũng phát ngán. Nhìn ngán không? Ngán lắm ngán. Thì không để mọi người chờ đợi lâu nữa, mình sẽ tiết lộ 4 thí sinh ngày hôm nay là ai nha mọi người. Đây. Đây. Giới thiệu luôn mọi người. Thí sinh hôm nay đây. Thí sinh thứ nhất, anh Nguyễn Quốc Huy. Quốc Giang. Thí sinh thứ hai, anh Nguyễn Tấn Miêu. Thí sinh thứ ba, anh Võ Châu Toàn. Thí sinh thứ tư, anh Lý Trần Ba. Ngày hôm nay bốn thí sinh này sẽ so tài với nhau trong cuộc thi ăn bánh ngày hôm nay nha mọi người. Nhưng mà cái bánh này đặc biệt, nó rất là ngán luôn mọi người ơi. Nó rất là ngán luôn. Thì bây giờ mình sẽ nói. Chị léo mưa vô giùm được không? Léo mưa hồi không có đi được. Phát biểu linh tinh là trừ một điểm uy tín đúng nha. Phát biểu linh tinh là trừ một điểm uy tín. Giờ sang thi đấu là chị biết. Tao hỏi mày cái áo mưa nó có ướt không? Anh nhung mặt, chung mặt rồi sẽ ướt. Cái này nó phát biểu linh tinh là trừ nó một điểm uy tín là được rồi nè. Thì bây giờ trò chơi ngày hôm nay sẽ có 20 phút cho mấy anh em ăn. Nếu trong vòng 20 phút đó anh em nào mà không hoàn thành được cái bánh này á thì mới coi như là giải thưởng mất. Còn mà trong vòng 20 phút đó anh em nào ăn được trước tiên sẽ giành được giải thưởng 1 triệu đồng. Ngày hôm nay đặc biệt là có hai khách mời là anh Tấn Miêu và anh Huy. Thì ngày hôm nay tạo điều kiện cho anh Tấn Miêu và anh Huy có một cái phần thưởng nữa mọi người. Mời. Ăn nửa cái hả? Ăn nguyên cái. Nói. Không phát biểu linh tinh với tay đàng hoàng cô dạy đó. Tôi nói chung là hôm nay là có hai anh lớn thì mình sẽ kích lão đất họ, mình sẽ so tài với hai anh lớn. Kính lão đất họ là mày bước ra ngoài luôn mày nghỉ luôn. Ừ, để cho hai tay em tranh được rồi. Không. Còn so tài là sao kính lão đất họ? Cái đó tao gọi là học hỏi. À học hỏi quên. Học hỏi chiêu thức của hai anh lớn này ngày hôm nay. Dạ. Hai ảnh có ăn được hay không? Anh ba có nói gì không? À, thì trước tiên thì bữa nay có khách mời là hai anh lớn. Anh Quy với anh Tấn thì mình chắc mình nghĩ anh Quy anh Tấn không có cửa với mình viên toàn. Cá kèn. Trước anh lò bánh ở trên Sài Gòn á. Trước okay. Anh ăn mười mấy trái ngược. Ok ok. Anh Huy có gì nói không? Chưa nghe nói là gừng càng già càng cay hả? Nói ít thì hiểu nhiều. Gừng nào không cay anh. Rồi giờ nói hay chơi? Đáp trả mà. Giờ nói hay chơi? Giờ chơi thì mời mọi người. Đây là bánh gì mọi người? Bánh bía. À? Nhưng mà cái bánh bía này nó đặc biệt có một cái á, là nó không hề nhỏ như những cái bánh bía trước nha mọi người. Bánh bía này nó rất là to. Bình thường mọi người ăn bánh bía này thì nó chỉ có một trứng thôi đúng không? Bánh bía này nó tới 10 trứng nè mọi người. Rồi bây giờ mời mấy bạn mở ra, khui ra để xem bên trong là cái gì nha. Trời ơi, bánh bía là ôi mọi, bị bắt ăn 10 muôn bánh bía gì đâu mà. Dặn người đi, thấy bánh bía bự vậy. Đây là cái bánh bía bình thường nè mọi người. Thấy không? Nó gấp cỡ 5 lần cái bánh bía. Trời ơi. Nó gấp cỡ 5 lần bánh bía bình thường. Rồi, xin lấy cái hộp lại. 1 kg hả? Này hơn 1 kg. 1 kg luôn hả? Cứ để hộp đi. Ban tổ chức qua mở giùm anh Quy cái ban tổ chức. Khoan, cái bên này khác cái kia rồi. Sao vậy? Cái này mở ngang không mới được. Ồ vậy hả? Đâu có. Mở giống không? Mở ngược đời của ta nè anh ơi. Rồi đóng vô mở lại. Nè anh cũng tại cái mở đụ đây nè, anh không mở anh mở không không. Đó anh. Nó cùi bánh cái bánh không. Ra luôn nó nói xe cắt sai. Có chiến thuật, cái đó gọi là thù địch. Cái đó gọi là giả ngân ăn tiền. Ok. Chiến thuật nha mọi người. Bà rồi. Bà tôi đi. Cảm nghĩ gì cái bánh bé này đi. Tôi mời kinh lão đất họ nói anh Hàng nói trước đi. Từ anh Huy đi. Thì trong lần đầu tiên á, trong lần là gì? Trong đời, tôi muốn nói chuyện trong đời đầu tiên á, cái bánh bía mà nó bự như vậy đó mọi người. Wow. Tôi sẽ chơi chiến thuật. Tôi cắt ra thành nhiều phần nhỏ để tôi ăn. Rồi. Tôi sẽ tóm hết nguyên cái bánh này. Mình thì mình có chiến thuật kiên của mình nha mọi người. Ăn không hết cũng gán hết nha mọi người. Ok. Rồi bây giờ mấy anh em ban tổ chức mình cho mấy thí sinh một tràng pháo tay đi. Hoài nha. Cho xin cái ly nước. Khoan. Tôi cho nước uống không á. Cho tôi xin 1 phút anh đi vô. Rồi. Cho mấy anh em này chuẩn bị đi. Khi nào rồi sẵn sàng hết mình sẽ bắt đầu. Ê! Này! Nó lộn
bố bò. Bây giờ từng thí sinh em thương. Đây cho miếng này dẹo. Anh em à, mình lại đây chắp tay động niệm Phật cho anh em. Thôi đừng có chọc cười, đừng chọc cười. Chọc cười với sao này không nổi đâu. Nó lúc đó chụp lời lên nó mũi em ơi. Bye bye. Nói chung rất là ngon nha mọi người. Bye bye. Ở ông mới trúng cho mọi người bẻ ra có trúng rồi. Còn 5 phút cuối cùng. Anh Huy anh uống nước nước hường à. Nước mày ơi. Nước mày hấp ối rồi. Còn rắn ngon nha mọi người. Thôi thì miếng nước nè. Không biết là mấy thí sinh này có hoàn thành được những cái trò chơi này không mọi người. Anh nhìn thấy bao nhiêu là mất 1 triệu. Bây giờ ai bỏ cuộc ở phút thứ phút này hưởng nóng 1 tỷ. Mới cơ, 7 phút đâu mà. Một tỷ là thứ nhất. Một tỷ là thứ hai. Hai. Không thể là thứ ba. Ba. Không có ai hết mọi người. Trời mắc sĩ. Ai bỏ cuộc ở hút này hưởng nóng 5 tỷ. Một. Suy nghĩ lại. Hai. Ngửa. Ba. Không còn tác dụng nữa. Chắc là anh em rất là cố gắng. Ngon lắm. Rất là hâm phục những thí sinh này có tấm lòng gọi là rất là tuyệt vời. Dạ anh tin tưởng anh đó. Thôi đừng có đưa em. Rồi không bóc chứ mới không kìa. Hả? Bóc chứ mới không thế đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, bóc mũi muối ăn kìa. Chờ không ai ăn hết đây, chứ mũi chừa lại nhưng nha. Để mình chạy lạc cái điện thoại nó không bao giờ tắt ấy. Cố lên anh em ơi. Đây, giờ em xé cho người một bịch muối tiêu cho anh em chấm cho ăn. Mặn mặn đỡ nha. Mới có 3 phút rưỡi trôi qua anh em ơi. Mới có 3 phút mấy trôi qua hả? Mà mấy anh em đã ăn được góc tư rồi hả? Mình nghĩ chắc 20 phút là mấy anh em ăn hết được đó mọi người. Tấn mèo nó cắt em anh tấn mèo. Sao có cho xài dao đâu cắt. Anh còn cắt cho bá. Anh Quy là thấy vậy cũng đáng kể lắm nha. Anh tấn mèo anh mẻ được có một miếng à. Mình ăn dạ mình, anh bắn nhỏ sao thấy cái nhừng nó mềm quá này. Dạ nó cứng quá vậy. Nhà tao còn bắt trên tay rồi. À. Anh để ra một cái rồi. Anh hy vọng về anh nhiều lắm anh tính. Anh ba cố lên anh ba ơi, tao hy vọng cho mày anh ba ơi. Anh bẻ ra cái thầy mới bằng cầm cho nở mày nữa mặt con cháu gia đình anh ba ơi. Bánh bía này nó khó ăn ở chỗ mọi người là nó ngán. Nó béo, nó ngọt. Nó ngọt quá nó bị ngán. Khô nữa. Với lại nó khô, nhai mà hồi không có nước là mất ngạn chết luôn á. Cái này ăn là uống nước trà. Cái anh Huy ơi 1 triệu cho bé Bích tinh Huy ơi. Cái này mà ăn mà có bình trà nóng uống với hỏi thôi. Đâu có đâu vậy. Cái này ăn là tầm bị vết thương là không có lành được. Trời, tiểu đường. Cưa cùm luôn à. Nhớ anh em ơi, lấy 1 triệu mà mua hút tiểu đường uống. Xe nói chuyện vậy ơi. Rồi, anh tính chọn hả anh Tính? Đi nữa. Chọn vậy? Rồi, chưa đánh tâm lý bộ người ta chạy. Nó hỏi mà đến thầy hả? Hỏi đến thầy. Ổn còn. Rồi thì bây giờ để mấy thí sinh này ăn đi mọi người. 5 phút trôi qua sẽ quay tiếp tục cho mọi người xem. 5 phút rồi. 5 rồi hả? Rồi, vậy 10 phút trôi qua quay tiếp tục cho mọi người xem. Phút đã trôi qua rồi nha mọi người. Bây giờ ai bỏ cuộc? Ai bỏ cuộc? Có ai bỏ cuộc không? Bầu tử xuống. Đứng mày quạng nổi không? Cái điều nãy còn không? Cái điều gì? Điều 500 á. Sao nãy người ta nói anh không chịu bỏ cuộc? Bây giờ hỏi có ai bỏ cuộc không nè? Ai? Ai bỏ cuộc? Không có chơi tiếp nha. 1 2 Mày dụ mấy bạn ơi. Mày dụ mấy bạn ơi. Mình tính lấy 200 cho ai mà bỏ cục ấy mà chưa kịp tố đó. Có người bỏ cục rồi mấy bạn ơi. Thôi chơi tiếp. Vậy không được à. Tôi đâu nói tôi bỏ cục. Anh chơi tay rồi. Đứng lên tôi tập thể dục. Đứng ra. Rồi. Tôi đứng ra. Anh không có gì hết. Đi ra. Còn anh Huy xét cho anh Huy ơi. Có chơi nè. Rồi vậy có bắt anh luôn. Lì xì cho người bỏ cuộc đầu tiên nha mọi người. Ai xì nha. Ok. Ai bánh chơi mình chứ. Đi ra hai này ăn bánh chơi nè. Ra ăn bánh. Rồi toàn là xích vô. Xích vô. Ba là xích vô. Cho ngay giữa lại các bạn.
Rồi, mấy anh em có ói ngược kêu bên phải. Ôi, lép hả? Vũ hả? Rồi bây giờ để xem coi là những thí sinh này sẽ có vượt qua được thử thách này không nha mọi người. Mới 8 phút trôi qua mình thấy anh Ba ăn được nửa cái rồi. Anh Quy ăn hơn nửa cái rồi, nói. Rồi. Tụi thấy cái bánh này mọi người nó ngán quá, ở trong người còn ngọt quái luôn á. Nó ngọt, nó kiểu mà gắt. Bánh ăn mập lắm á. Như cái hồ riêng á mọi người. Ăn vô cái nướng cái họng mọi người nó không có nước nổi, mọi người có nước đâu mà uống nước nổi. Rồi ơi, ngồi kia Miêu ơi. Ok, tiếp tục chơi. Còn 5 phút mấy cho mấy anh em này thử thách nha mọi người. Trời ơi trời, mình thấy này các bạn, kèo này phải căng ký anh em ơi. Nào mọi người, mọi người nhìn đây, con Toàn nè. Này phải căng ký mới biết ai chiến thắng. Còn có anh Ba kìa. Đó, còn có anh Quy nè. Anh Quy với anh Ba nha. Hồi á, đâu cần biết ai chiến thắng đâu. Qua 20 phút mà không ai ăn hết là thua rồi. Là đâu ai được giải thưởng đâu. Có Tấn mới lộn 2 xỉ rồi. Đúng. Bây giờ khó nha. Bây giờ trường Toàn ra. Hai thí sinh này ai bỏ cuộc? Ủa, được một xỉ. Đâu nữa? Vậy? Trường đâu? Mày còn nguyên cái gì mày bỏ là chắc rồi. Mày bị chi điểm vậy? Mày chỉ còn nguyên cái mày bỏ là chắc rồi. Nói giùm tôi. Thằng Toàn bỏ được 50. Thí sinh bỏ cuộc mọi người. Nè bỏ sớm được 2 xỉ. Ờ nè bỏ sớm được 5 xỉ là được. Ủa tiền rồi vậy? Ồ tôi đâu có tiền bạc đâu, tôi chơi với anh em mà. Vậy thôi. Ngồi chơi với anh em mà. Thôi thôi. Vậy rồi ai nữa không? Nói giọng đó. Đừng có làm giọng đó. Để... Thôi. Trời ơi, ăn ỉa. Công sức nãy giờ ăn, thưởng cho Toàn 1 xỉ. Anh em cho 1 tràng pháo tay cho Toàn. Toàn đem bánh của Toàn ra luôn rồi, hai thí sinh gắp vô. Ủa nửa cái mà. Nãy xin nãy nha. Đâu ăn uống. Nãy tịch bạc chính lão đất hậu. Chính lão đất hậu. Sĩ đó mua ghé mua cặp sủi uống cho tiêu. Rồi bây giờ là giờ phút quyết định coi nhà vô địch là ai nha mọi người. Đi, hai thí sinh này mình thấy rất là căng kèo với nhau, là tại vì cái miếng bánh còn vừa với nhau luôn mọi người. Được, còn mấy phút vậy anh Phương? Tới là 10. 3 phút 33 giây. 3 phút 33 giây cho hai thí sinh này thi đấu nè. Bao hức ngồi lắm luôn. 3 phút mấy cho rồi, mấy anh em thử ăn nha. Còn miếng thiếu nha. Không cần biết đó, anh em cứ việc ăn đi. Anh em mình ơi, quán thôi nè. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Từ mọi bóp bụng mấy ba đi. Không có bóp bụng nữa đâu rồi. Cố lên, bóp bụng ra được đi ra luôn. Để coi coi. Hả, để nhắn bụng ra nó hừa chứ. Coi thấy. Thông báo cho anh em còn 3 phút chẳng. 3 phút chẳng. Để nó cút đi. Hôm nay tưởng anh Quy yếu lắm. Ai giờ bữa nay tính Quy mặc anh đứng bơ luôn à. Gọi là cao thủ ẩn danh nha mấy bạn. Ủa, ăn từ từ. Làm đi, gọi bé bít nha anh Quy. Lên chính mình. Hay cô lên, bạn nghe. Hết cả nước luôn. Đâu. Ủa, ối ối anh. Anh Quy bây giờ ăn miếng uống miếng, ăn miếng uống miếng nha mấy bạn. Nuốt hết vô rồi. Ê, cho anh xin phép quay ngoài lề có được không? Sao vậy? Ôi. Tập trung vào cuộc chơi. Tập trung vào cuộc chơi. Chút xíu nè. Còn chút xíu nè. Còn bằng một cái bánh bía nhỏ à. Còn 2 phút mấy rồi. Còn 2 phút mấy rồi nha mấy bạn. 2 phút mấy rồi. Anh em hãy hẹn coi nha. Đi đi. Nhét lưỡi tay lại, nhét lưỡi tay lại. Không bọng bơm. Thằng này nó bốc cách. Đừng có chào cười. Còn 2 phút chẳng. Còn 2 phút chẳng cho mấy anh em hãy hiện. Đừng có chào cười mà. Đừng chào cười. Bây giờ đang phải nghiêm túc cho giờ phút này. Ai là người lãnh được giải thưởng 1 triệu đây? Hay là giải thưởng 1 triệu bay heo mây heo gió? Công sức nãy giờ anh em bỏ ra có được đền đáp hay là không đây? Cố lên anh em ơi. Cố lên Quy ơi. Để rồi coi nha mọi người. Anh Quy gần hết nước rồi nha mấy bạn. Anh Ba hết luôn hay gì rồi? Còn anh Ba còn gần nửa ca. Anh Quy gần hết nước rồi. Để xem coi là anh Ba và anh Quy ai là người hoàn thành thử thách này nha. Rồi, 1 phút 30 giây vượt lên chính mình của chú Quyền Linh luôn. 1 phút 30 giây vượt lên chính mình, có lên. Vượt lên chính mình, hay dừng tình bạn nghe. Thôi đi cộng tôi không? Đến mình hay anh chơi. Thôi đi cộng tôi không? Đi đâu? Đi cộng. Cộng gì? Đi cộng. Đi cộng là gì? Đi cộng.
xà lan bột kép. Mình thấy bữa nay cuộc chơi hơi hiêu rồi các bạn. Một phút mấy mà thấy hai tên ngồi nhâm có một miếng nhâm hoài kìa. Nhắc nãy dướng của ông rồi. Đèo nhấc cái bụng ống á. Nó kết rồi. Còn một phút chẳng. Nó hết trời rồi. Còn một phút chẳng các bạn, đừng chọc nữa. Cho hãy xin tập trung vô thi đấu đi. Có năng nè, thử lên nào. Anh đẩy kiểu năng lên đi. Ba phút à. Bây giờ còn một phút ai hoàn thành được. Thưởng nóng 1 triệu rưỡi. Cố lên. 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi cho nhà thưởng này. 1 triệu rưỡi. Cố lên đi. Cố lên các bạn ơi. Tôi mới cười. Tôi mới cười. Tôi mới cười dai. 30 giây cuối. 30 giây cuối. Ai ăn được thưởng 2 triệu. Tôi thì tôi nóng 1 triệu nữa. Là 3 triệu. 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 15 giây cuối. 15 giây cuối. 4 triệu. 4 triệu. 5 triệu luôn. 5 triệu luôn. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Rồi, mọi người, đây là cái phần của anh Huy trước đi ha. Anh Huy còn lại một miếng bánh bía và 5 cái trứng. Anh Ba còn một miếng bánh bía và 4 cái trứng. Mọi người theo mắt thường cũng thấy là của anh Ba ít hơn anh Huy. Chúc mừng anh Ba. Wow, wow. Nhưng rất tiếc 20 phút không hoàn thành được cái bánh như lực chơi đã giao ra. Không có thí sinh nào nhận được phần thưởng hết mấy bạn ơi. Đó. Rất là buồn. Cảm ơn sự cố gắng của anh em. Cảm ơn sự cố gắng của mấy anh em rất là nhiều. Giờ hỏi từng thí sinh đi, giờ anh Huy chứ đi ha. Cảm giác như thế nào khi ngày hôm nay là ngày đầu tiên vô chơi cuộc chơi mà không hoàn thành được anh Huy? Mình thấy hồi hộp á, ăn thì vẫn ăn được. Nếu không bình thường nhưng mà có một cái là nó ngọt quá. Ngọt. Đúng rồi, chỉ ngọt làm khó thôi chứ no rồi chưa? Chưa no. Anh Huy anh Ba. Mọi những của Huy không gặp mình trái qua mà toàn là những món khô không, có nước thì mình làm được nha mọi người. Rồi, nước rồi. Ăn nó dễ, nó chân chân. Ý anh Ba là sau này sẽ có khi nước và để mình kiếm cái gì đó cho anh Ba chơi. Một mình anh Ba Huy cuộc thi nước thôi. Cho anh Ba Huy cho anh Ba uống 20 lít nước. No. No. Bậy, anh Ba húp hết nước cái chòi này nha. Giờ chơi anh Ba mốt em thiết kế món nước cho anh Ba ăn, dễ hưởng hơi bị lớn. À, món hơi bị dữ nha. Anh Ba. Rồi. Rồi thì cũng cho anh em mình cho một tràng pháo tay chung cho 4 thí sinh ngày hôm nay. Đã rất là cố gắng nha mọi người. Ok, cuộc thi là cuộc thi, lực chơi lực chơi. Hai thí sinh bỏ cuộc mà ai về được tiền. Còn hai thí sinh thi tới cuối cùng. Rất là tiếc là không được bạn nào hết. Cái câu là cố gắng đến cuối cũng không được gì hả? Đúng rồi, cố gắng đến cuối cũng không được gì mọi người. Thôi, cho anh 50. Bây giờ bây tổ chức ta chưa ấy, mày dùng tiền mày có 100 ngàn mày đi. Không, tại anh mà. Nói chơi chứ nhà tài trợ nói là cuộc thi này khó cho nên là ai mà sử dụng mà cố gắng hết sức rồi á thì cũng phải có bồi bổ mọi người. Thì bây giờ bồi dưỡng cho anh Huy 2 xị. Rồi, cảm ơn. Cho anh Ba 2 xị. Ok, anh em cho một tràng pháo tay nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video của mấy anh em mình ngày hôm nay nha mọi người. Nếu mọi người thấy cái thử thách này nó không khó, mọi người thử mua ở nhà. Thử nha mọi người. Còn ai mà muốn chơi thì rủ ai đó chơi chơi. Nhưng mà chơi xong nhớ ra ngoài tiệm thuốc tây dặn người ta em mới ăn cái bánh bí bự, lấy cái liều thuốc tiểu đường nào mà cho nó hạ đường hả? Hạ đường liền chứ. Ok, chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.